bây giờ thì cho phép sẽ thực hiện cái màn WinWatch đi dọc cái cánh máy bay. Xin chào các bạn, hiện tại thì Travis và Dũng đang có mặt tại Kuala Lumpur và tối nay hai anh em sẽ được trải nghiệm ăn tối ở một cái nơi rất là đặc biệt. Đó là nhà hàng có tên là Play Intercity, nằm trong trung tâm thành phố Kuala Lumpur. Và nghe cái tên thì các bạn đã biết là nhà hàng sẽ như thế nào rồi. Và chúng ta đã từng ăn tối ở trên bay ở trên trời đúng không? Nhưng mà ăn tối trên máy bay mà ở dưới mặt đất thì sẽ như thế nào? Và ngay bây giờ thì hai anh em sẽ vào làm thủ tục check-in đã. Và sau đó sẽ giới thiệu cho các bạn cái trải nghiệm như thế nào nhé. Ngày đi đó. Vé về để trải nghiệm cái nhà hàng trong máy bay này thì các bạn có thể mua trên Club hoặc là đăng ký trực tiếp với hãng qua trang web ở bên dưới, thì mọi thông tin thì cho biết được để bên dưới hết, các bạn có thể xem. Cả security check nữa, nhưng mà cái này là làm giả lập cho vui thôi. Bây giờ thì mọi người sẽ đi vào bên trong cái phòng chờ trước khi lên máy bay. Ây, và hiện tại thì là Travis và Dũng đã vào phòng chờ. Hôm nay mình đi hạng phổ thông thôi chứ không phải là đi hạng thương gia hay hạng nhất, nhưng mà cũng được ngồi vào phòng chờ, đúng không? Phòng chờ này cũng được có ghế salon rất là xịn, cũng đâu có kém gì đâu. Và ở đây thì ngoài cái gói hạng phổ thông ra thì còn có gói hạng nhất và hạng thương gia. Thì cái như có đó thì là mình được các cái tiêu chuẩn về đồ uống, đồ ăn nó nhiều hơn thôi. Thì chỉ hôm nay là mình lên mình đây mình trải nghiệm cái máy bay đúng không? Cho nên là thôi mình đi hạng phổ thông thôi. Cũng vé cũng mắc, không phải là ôi một cái vé này mà nó cũng bằng full service. Ừ, cũng bằng một cái vé khứ hồi đi sang Kuala Lumpur thì ít đâu đúng không? Và đối với vé hạng phổ thông này thì là chưa bao gồm đồ uống. Đó, cho nên là mình sẽ phải chọn đồ uống, mà mình phải chọn trước ở dưới này để lát họ bưng lên phục vụ nha, chứ họ không có cho order đồ uống ngay từ ở trên kia đâu. Và ở đây thì là đây họ có cái menu nước này nè. Đó thì để mình có muốn uống cái gì thì là mình sẽ gọi đây và họ lát họ đưa lên máy bay. Và ở đây thì Travis và Dũng đã gọi cái gì ta? Cái mocktail là một cái là Virgin Mojito, một cái là Virgin Sunset. Đó thì ok, gọi trước thôi, lát nữa các bạn sẽ đem lên cho mình. Bây giờ thì đi dọn phòng phòng chờ để xem nha. Vào năm 2018, người ta đã đưa vào trung tâm Kuala Lumpur một thân máy bay Boeing 737-300 cũ và dựng nó tại đây. Sau 3 tháng sửa sang và lắp đặt điện, nội thất thì nhà hàng Plain in the City bên trong máy bay đã thành hình ngay giữa khu Bukit Bintang của thủ đô Kuala Lumpur. Mỗi hành khách mua vé ăn tại nhà hàng Plain in the City sẽ có 90 phút trải nghiệm, trong đó 30 phút là trải nghiệm bên ngoài máy bay với các màn như ngồi lên động cơ, đi trên cánh, tham quan buồng lái và 60 phút thưởng thức bữa ăn bên trong máy bay này. Và bây giờ thì trước khi lên máy bay, hãy cùng Travis và Dũng thử một số trải nghiệm độc nhất vô nhị nhé.
Và bây giờ thì mọi người sẽ có một cái trải nghiệm là leo lên cái động cơ này để chụp hình nè. Đây là một chiếc Boeing 737. Các bạn tuyệt vời chưa? Bình thường thì các bạn sẽ không bao giờ các bạn leo lên được cái động cơ và ngồi dễ dàng để chụp hình như thế này đâu. Đó, bây giờ thì mình sẽ leo lên đây. Yeah. Và bây giờ thì JoeBip đã có mặt ở bên trong cái động cơ này. Và nó thật là, nếu các bạn xem ở trên video, các bạn thấy là đôi khi là có những cô tiếp viên hay phi công ngồi trên những cái động cơ như này, nhưng mà người thường thì không bao giờ ngồi được. Bây giờ thì mình đã có biết cảm giác là ngồi trong cái động cơ này như thế nào rồi. Và nó thật là ngồi trên này thì nó cũng hơi rung rung các bạn, bởi vì là có lẽ do cái động cơ nó gắn cái cánh nó hơi rung rung á. Không biết là máy bay bên ngoài thì nó có hơi bị rung hay không, nhưng mà rất là thú vị. Và bây giờ thì JoeBip sẽ cho các bạn xem cận cảnh bên trong cái động cơ là như thế nào nha. Bây giờ đến lượt Dũng lên nè. Wow. Here we have the flight attendant for today. So you will serve the guests on the airplane, right? Yes. Well, it's very nice uniform. Thank you. Yeah. So I want to say welcome to Plane in the City, Malaysia. Mm-hmm. So is this your first time here? First time in Kuala Lumpur or in the plane? In the plane. The first time. How about Kuala Lumpur? Well, it's great. I've been here so many times. Okay. So I think you guys should try the Inner in the Sky next. Và đến đây thì các bạn cũng có thể trải nghiệm Dinner in the Sky, là cái cần cẩu kia. Các bạn sẽ ngồi đó lơ lửng và cái cần cẩu sẽ kéo các bạn lên trên kia. Hôm nay thì không có lên máy bay mà ống lòng mình đi bộ ra, nhưng mà ở đây là có cái cầu thang như này. Trên này có các cô tiếp viên đang đứng đợi mình chào đón mình ở đây. Hello, welcome aboard. Ở đây thì là họ có số ghế số 5, số 6 này, và cả số trên số ghế thì có ghi luôn tên của mình ở trên này rồi để tránh nhầm lẫn. Đó, rất là đầy đủ luôn. Ồ, hình như có thông báo gì kìa. Trên chiếc Boeing 737-300 này có tổng cộng 20 ghế và 10 bàn. Tất cả ghế đều là ghế cửa sổ và cũng là ghế lối đi. Và đây là cái buồng lái của chiếc Boeing 737. Đó, ở đây thì mình tự cho mình làm cơ trưởng luôn. Và chắc là đang lái bay thì bỏ mũ ra cái đã. Ở đây thì cửa sổ đây và buồng lái đây, các thứ nút bấm trên này nhìn cũng rất là hoành tráng. Mặc dù là không biết bấm thôi kệ, cứ lái thử thì nó có bay đâu. Rất là vui.
Bây giờ thì Dũng sẽ biểu diễn cái màn wing walk, nghĩa là đi bước ra ngoài cả máy bay. Bình thường thì những cái công những cái việc như thế này chúng ta không thể nào làm được đối với những cái chiếc máy bay thật, vì nó ảnh hưởng đến an toàn và ảnh hưởng đến máy bay. Và để bước ra ngoài wing walk thì chúng ta phải thắt dây an toàn như thế này để đảm bảo an toàn. Bây giờ thì cho biết sẽ thực hiện cái màn wing walk đi dọc cái cánh máy bay. Và đây là một cái cảm giác rất là đặc biệt các bạn, bởi vì là không phải lúc nào cũng chúng ta có thể bước ra cái ngoài cái cánh máy bay này để ngắm máy bay ở một cái góc rất là khác và rất là gần và cũng rất là thú vị nữa, bởi vì là các bạn biết như là bình thường chúng ta không được bước ra ngoài cánh máy bay như này đâu, và chỉ có ở cái nhà hàng này chúng ta mới có cơ hội để bước ra đây và trải nghiệm một cảm giác rất là tuyệt vời như thế này. Đây, đã hoàn thành xong màn wing walk rồi. Bây giờ thì cửa máy bay đã được đóng, bữa ăn đặc biệt cũng chuẩn bị bắt đầu. Và tùy vào hạng vé bạn mua là hạng phổ thông, hạng thương gia hay hạng nhất mà số món ăn cũng như các loại thức uống sẽ được phục vụ khác nhau. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the crew, we would like to wish you selamat datang and welcome on board Plane in the City, Malaysia's first aircraft dining experience. This flight will last for 1 hour and we will be taking off soon. But before that, kindly direct your attention to our cabin crew as they will be guiding you through the safety demonstration of this Boeing 737-300 aircraft. Is not fastened too tight as it will cause you discomfort later while enjoying the delicious cuisine prepared by our chef. Kindly ensure that your electronic devices such as mobile phones, laptops, calculators, televisions, or even washing machines are not on airplane mode. We encourage you to take a selfie with your phone every 5 minutes and promote us on your social media using our official hashtag PITCKL. We remind you that this is a strictly non-smoking flight. If you are caught smoking in our flight, we will throw you out of the window without a life vest. Kindly take note that the emergency exits of this aircraft are located at the front and at the rear of the cabin. In case of an evacuation, please leave behind your money and valuables for us and follow the instructions of our cabin crew. Kindly remain calm at all times. Although you're allowed to mingle and walk around during the flight, kindly cooperate with our chefs and servers on duty as they will be requiring the usage of the aisle to serve your food. With that, ladies and gentlemen, sit back, relax, and enjoy our hospitality because dinner is served.
có cảm thấy được hơi rung rung nè. Thấy an toàn chưa? Rồi. Thấy an toàn chưa? Rồi. Dựng thẳng lưng ghế nha. À bây giờ bay bằng rồi. This is your first appetizer. We name it Smoke Hill. Enjoy. Thank you. Bức ảnh lúc nãy anh em chụp ở ngoài kia thì là đã được họ truyền vào trong cái màn hình cá nhân bên trong này rồi các bạn này. Hay chưa? Hiện tại máy bay của chúng ta vẫn đang bay bằng và bạn Dũng vẫn đang ngồi ăn. Đấy, ăn miệt mài. Disembark the aircraft from the exit at the front only and do not attempt to open any doors of the aircraft yourself. Please do not leave your children or spouses behind. On behalf of Planet City and its entire crew, we would like to thank you for being with us today and we are looking forward to seeing you on board again in the near future. Do not forget to rate us 5 stars on TripAdvisor and also to hashtag your pictures with PITCKL.
bây giờ thì chuyến bay đã hạ cánh rồi, thì bây giờ Travis sẽ vào trong kia lấy hành lý. Ủa, không có hành lý không ta? Không có đúng không? Thôi mình vô trong kia để mình đi về. Rồi và bây giờ hai anh em đã ăn xong bữa ăn, một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Dũng thấy sao Dũng? Chung em thấy hôm nay bữa ăn ngon nhất chưa em từng ăn. Nói chung là vào một nhà hàng xịn nên mình cảm thấy... Nói chung là bữa ăn trên máy bay ngon nhất. Mặc dù máy bay này không bay, chỉ ở trên mặt đất thôi, nhưng mà cái trải nghiệm, mọi trải nghiệm nó rất là lạ lẫm, rất thú vị các bạn. Phải nói là nếu các bạn có gì thì các bạn nên đến đây ha. Vào cockpit nè, thò đầu ra khỏi cửa sổ của cockpit nè, bước trên cánh máy bay rồi ngồi lên động cơ nữa, rất tuyệt vời. Còn giờ thì nếu các bạn thấy video này, đừng quên cho chúng tôi một subscribe để ủng hộ chúng tôi, để chúng tôi có những cái trải nghiệm khác tuyệt vời hơn để giới thiệu cho các bạn nha. Còn giờ thì xin chào tạm biệt các bạn.